lại với cái kênh của Lan Fit Fit. Các bạn ơi, Lan bữa nay có hai cái ức gà, cho nên Lan muốn đi nhúng bột chiên xù á các bạn, giống như dạng gà rán á các bạn. Lan sẽ cho các bạn coi nguyên liệu của Lan nha. Đây các bạn ơi, hai cái ức gà của Lan đây. Hai cái ức này để Lan chiên xù đó các bạn. Rồi bây giờ Lan sẽ sắt ra rồi Lan lăn bột Lan chiên cho các bạn coi nha. Sẽ đem ra giường Lan chiên. Rồi bây giờ Lan sẽ đi làm đây. Bột chiên xù của Lan nha. Với chai chiên xù. Chiên xù này là cà chua nha các bạn. Đó với ba trứng hột gà này để mình nhúng hột thịt gà lên lặn mình ướp vô bột rồi mình chiên nha các bạn. Đó. Món ăn đơn giản của Lan mà giống như là khỏi cần đi siêu thị mua gà rán ha. Rất ngon luôn á. Mấy trẻ nhỏ của Lan nó khoái cái này lắm. Bây giờ Lan sẽ làm đi xắt thịt cho các bạn coi nha. Bạn ơi, gà của Lan đây đã chặt ra rồi. Bây giờ mình dục vô miếng cà no nha các bạn. Nó mình ướp miếng cà no thôi là cho thịt nó cứng cứng vậy đó, chút cho nó ngon. Rồi bây giờ Lan sẽ đi ướp cà no đây rồi bắt đầu sẽ nhúng bột chiên. Đây, thịt gà của mình đã ướp xong rồi. Nè với trứng mình đã đánh lên rồi nè. Rồi bột của mình đã đổ ra, bây giờ mình sẽ đem ra bếp lửa mình chiên nha các bạn. Đem ra giường chiên. Rồi mời các bạn theo mình chiên gà xù, chiên xù nha các bạn. Giờ Lan đem ra đây Lan chiên này nè. Đó, qua cái bếp lửa này chiên chắc ngồi chắc cháy da quá. Rồi bây giờ Lan sẽ, nó chảo nó đã nóng rồi, giờ Lan sẽ chế mỡ vô nha. Chiên cho các bạn coi. Giờ chiên nha các bạn ơi. Trứng nha, nhúng vô trứng xong rồi mình nhúng vô cái này. Đó các bạn ơi, nó đã xù nha, ức gà chiên xù nha các bạn. Các bạn, chúc mình ăn với đây miếng này chín này. Gì đâu khó, mình chỉ cần mua bột về mình nhúng là mình chiên là đã có như gà rán rồi, mà không ngon bằng người ta ăn xíu thôi, nhưng mà mình làm ăn thì sẽ thấy ngon. Ơi, ức gà chiên xù của Lan đây, ngon không? Trời ơi, Lan nhìn thấy là Lan đã thèm rồi đó. Bây giờ Lan sẽ ăn nha các bạn. Thank you.
Nè các bạn ơi, ăn chung với Lan. Cái tương ớt chim su này nè các bạn, cà chua ngon lắm các bạn, y như siêu thị á, chua chua ngọt ngọt á. Quá ngon luôn. Các bạn sắc mỏng mỏng gà ra như vậy nè, nó nhanh chín lắm, chiên lại ăn giòn ngon nữa. Quá đã. Video của Lan đến đây là kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Bye bye các bạn.